Nghe tiếng kêu có người kẹp vào đây có sao không? Nó có dừng lại không? Anh có thể đứng được không? Đứng không? Có được. Trong trường hợp xảy ra nhưng mà nó cũng hơi nặng tay đấy. Anh Thu cũng đã trang bị cho gia đình mình tới 51 bình bọt chống cháy. Anh Thu cho biết. Qua những lớp tập huấn tuyên truyền thì tôi cũng làm trang em thiết bị những cái bình để phòng cháy chữa cháy như bình vô tờ bình bọt. Chúng tôi cũng đã trang thiết bị tất cả các bình vô tờ bình bọt để khi anh có nhớ cho cái thôi. Đi làm cái dây bắt ở đây xong. Khi anh xuống tay nhá. Con này cho Peter các bạn. Đây nhớ cái đỏ đấy nhá. Đây đúng. Đây này. Sẽ làm ngay. Trong này. À dính vào trong đấy à? Ờ thì không không bị chạm đây. Anh đi ra ngoài là nó chạm đây. Rồi. Nhìn trong môi trường, địa hình và vật liệu cháy mà chúng ta nên sử dụng loại bình cho phù hợp. Hộ gia đình thì nên chọn bình chữa cháy CO2 loại 3 kg hoặc là bình chữa cháy loại 4 kg. Vì những trọng lượng này phù hợp với sức người của các thành viên trong gia đình. Để có sự phù hợp, đảm bảo chỉ bản đề giữa này. Anh xử lý cái bản đề là sao? Còn cái điểm khóa không bao giờ về gì kinh nghiệm của em rồi. Nó là cái cửa trượt 3 điểm của ngọn hơi đất ấy. Một thằng mét này. Bạn đề của xe anh đến thời điểm này nó bị xẻ. Các bác hôm trước ngồi đây cũng bị xẻ, nó tháo rồi. Cái cháy này thì được rất nhiều các bạn lý trong của chúng ta để bỏ trang bị của gia đình. Nhà mặt kính bán đầy mà. Mặt kính ở chợ rời bán đầy. Thế thì anh mua thay bản đề là sao?